Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tại Tổ quốc. Hôm nay em thực lên cho em một clip gồm 8.000 câu nha anh em. 8 cây thì có 4 cây này là 4 cây Igata, 4 cây bên đây là 4 cây ISO, chiều dài tầm 2m1 đến 2m7 thôi. Hàng này chia cho anh em đi câu cháp hanh đánh cảm giác. Rồi, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không cho lép em lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn em. Giới thiệu sơ qua 4 cây ISO mà trước. Cây ISO thứ nhất là một cây của NFT nha mọi người, hàng Power Lock. Cây này dài 2m1 nha anh em, đó, NFT dài 2m1 nội địa nha. Đó, carbon sắn nổi gân luôn. Bass Fuji. Cây này dài 2m7. Đọt 1 ly, độ cứng ra tầm khoảng 10-15-20 nha anh em. Thu gọn 79 cm, nặng 90 g. Phen là phen Fuji hết nha mọi người. Đó. Thì vẫn là carbon sắn 2 da. Đây nó có chốc cái lớp sơn bóng nha. Đó. Đây. Xứ sát. Chỗ này thì xước cho cái phen chạy lên chạy xuống nè mọi người. Đó. Bán cho nào xứ sát, báo xứ sát. Sắn 2 da nha. Cây này dài 2m7 thôi. Đọt đây, đọt long phụng nha mọi người. Phần trên đây á, nửa đọt là đọt đặc, mà phần nửa đọt còn lại là đọt carbon. Đó. Cứng tầm 15-20 nha anh em. Đó, cây này thì chiên cho anh em đánh hành cháp, cầu tôm, câu cá mè. Đó. Hàng ngoại hình có xứ sát có thời gian. Bass Fuji. Thì có lỗi thứ hai là đây. Phần này nó bị nứt đây nè. Đó. Cái này do vận chuyển á, nó đè cần này đè cần kia nó nứt cái này thôi. Đó. Đảm bảo các lóng ở trong đều ok nha anh em. Đó. Không nứt bể gì hết. Đó. Em bán cần thì cần lỗ chỗ nào thì em nói lỗ cho đó. Rồi, cây thứ nhất giá là 600k nha anh em, 600k cộng ship. Hàng xuất sát thời gian. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần. Cây số 2 là vẫn là một cây cần ISO nha anh em. Đó. À, cần này dạng phen lớn rồi. Đó. Cây này cứng 10 dài 1m8. Tay qua anh em, cứng 10 dài 1m8. Bát tay qua luôn, bát cực kỳ đẹp luôn anh em. Hết kẹp nha. Cây này tay qua hàng sản xuất tại Khù Rê anh em. Đó. Khù Rê xuất là đi Nhật. Thì cây này thì là carbon 2 da, ngoại hình cực kỳ mới luôn, không lỗi gì hết. Đây, carbon 2 da mọi người. Phen này phen Fuji. Không. Đọt đây, đọt nó đây. Đó, dài 1m8. Dài 1m8 cứng 10. Cái này thì nặng thu gọn là 65 cm, nặng là 70 g, đọt là 0.7 ly nha anh em, đọt 0.7 ly. Dạng này chia cho em câu hanh cháp nè, đánh tôm, câu cá mè. Hàng cực kỳ còn mới nha nè, mới sáng luôn. Phen bát Fuji đầy đủ nha nè, không độ chế gì hết. Rồi, giá công khai cây này là 700k anh mời. Cây số 2, 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây hàng hệ của Taiwan nha mọi người. Hàng carbon 2 da. Cây số 3 này thì còn rất là mới nha mọi người. Một cây ISO. Còn rất là mới luôn. Đó, hàng hệ 2 da. Soi cho anh em xem. Độ mới cực kỳ ok luôn. Bass là bass Fuji anh em, bass Fuji FS6 Japan. Đó. Cây này sản xuất tại Korea nha mọi người. Korea xuất thị trường Nhật, tem đầy đủ nha. Đó. Cực kỳ mới. Cây này đọt 1.5 cứng ở dài 2m4, đọt 1.5 nha anh em. Dài 2m4, đọt 1.5. Carbon sẵn 2 da. Đó. Ngoại hình cây này rất là tầm khoảng 95% nha. Cực kỳ mới luôn. Đó. Phen bass Fuji đầy đủ. Đọt nó đây. Anh em. Phen bass Fuji đầy đủ nha anh em, không bể hư hỏng gì hết. Cực kỳ mới luôn. Anh em đánh cảm giác nè, đánh mấy cái này cực kỳ ok. Cái này nặng 80 g,
thu gọn tâm 8cm, đọt 0.6, hàng bay qua, ngoại hình cực kỳ ok luôn. Rồi giá công khai cây số 3 giá là 850k nha anh em. Đó, số 3 850k. Cực kỳ mới. Sắn hay da cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây ISO. Đó, đọt 1.5 và 2.7 nha anh em. Cái này vẫn là hàng carbon hay da. Carbon hay da. Bát là bát Fuji MX6, fan là fan Fuji, sản xuất tại Korea, xuất thị trường Nhật nội địa Nhật. Carbon hai da cực kỳ đẹp, da 2.7, chiên cho anh em câu hanh chắc, ngoại hình cực kỳ ok luôn. Sẵn hai dài nha. Đọt ra đây. Đủ fan hết anh em. Fan là fan Fuji nha mọi người. Fan Fuji. Bát Fuji. Ngoại hình cực kỳ ok luôn. Bay qua hai da sản xuất tại Korea, xuất thị trường là đi Nhật. Cái này thì có một lỗi duy nhất. Đây cái nút này. Cái nút này là cái nút không phải nút dặn. Đó. Không phải nút zin của nó. Đây nút zin của nó đây. Đó. Nút này không phải nha anh em. Đó. Càng nào lỗi cái chỗ nào thì báo cho đó. Rồi giá công khai cây này là 750k nha anh em. Cây số 4 750k. Hai chị em câu hành chấp. Đó. Bên cảm giác. Tiếp theo sẽ là 4 cây Ikeda. 4 cây này thì cực kỳ ok luôn. Hàng tiễn về. Cây thứ nhất là một cây hàng Olympus cho anh em, hàng Olympus Ikeda dài 1.8, đọt 2 dài 1.8. Cây này chất liệu carbon, fan là fan titan sheet nha anh em. Đó. Fuji titan sheet nha. Thì em có tham khảo với anh em mà, anh em nói cây này thì nó không có thọt cái đọt vô trong được. Đó. Đọt nó gỡ ngoài thế này đây. Đó. Cây hàng còn rất là đẹp nha anh em, dài 1.8. Cây này thì nó có độ dịu luôn cái cây cần đây. Đó. Đây anh em dịu cá rất là phê luôn. Đây bẻ nó cong anh em. Đó. Nó cong vô tới trong đây luôn. Đó. Đây. Cây thứ nhất cây Olympus, cây số 5 cây Olympus giá là 1.000.000 anh em. Bát là bát Fuji gắn rô gặp ok luôn, chất liệu carbon nha anh em. Đủ phen hết nha. Đó, đủ phen hàng nguyên sinh, không đủ mét luôn nha anh em, không độ chế gì hết. Cây thứ nhất giá là 1.000.000 nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây hàng hệ hàng đầy qua, cây đọt 0.6, đọt dài 1.5 nha anh em, 0.6 dài 1.5. Bát là bát Fuji FX6, chất liệu là chất liệu carbon wicker, carbon hay da anh em. Khỏi bàn. Đó, chất liệu này khỏi bàn. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Cây này thì sản xuất tại Taiwan nha mọi người. Đó, xuất thị trường nội địa Nhật. Carbon wicker, hàng hai da. Bát Fuji, fan Fuji, hàng hai da, ngoại hình mới trên 95%. 93-95%. Nút đầu càng vẫn còn nha anh em, đó, nút còn. Thì đọt nó đây. Hàng này hàng nguyên xe nha anh em, chuẩn 1.5 luôn nha. Đó, đọc ra đây. Cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, chuẩn nguyên xe 1.5 luôn. Đó. Cây này cây tiễn về. Đó. Chuyến này tiễn được có 4 cây Ikeda thôi. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Hàng hai da này ra nắng đánh là khỏi chê luôn. Rồi, giá công khai cho cây số 6 giá là 1.3 nha mọi người. Đó, cây số 6 giá 1.3. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần cũng carbon wicker nha anh em. Đó, về em về chiếc này về 3 cây carbon wicker đây anh em có thấy. Đó. Cây số 7 là một cây carbon wicker, đọt 1 dài 1.5. Đó, đọc 1 và 1.5.
ba cái này thì khối lượng nó ra tầm khoảng 0.6 gram nha anh em, 60 gram, khối lượng là 60 gram. Cặp con bít cơ nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji nha mọi người. Đây vẫn còn cái nút bịch đầu cần đây. Cây này thì dài 1m5 đủ mét anh em. Dài 1m5 đủ mét. Fan nữa đây. Góc khúc này là góc carbon. Tới khúc đây nó mới nói sự thủy tinh thôi. Hàng hệ đây quá cực kỳ ok nha anh em. Đánh cảm giác cực kỳ luôn. Đọt rất là nhạy cá nha. Rồi, giá công khai vẫn là 1.3 triệu cộng ship nha mọi người. Cây số 7 vẫn là 1.3 triệu cộng ship. Đó, cây này 1m5, đọt số 1 và 1m5 nha. Tiếp theo sẽ là cây số 8, cây cuối cùng vẫn là carbon whisker. Đó, bass là bass Fuji. Bass Fuji Japan, hàng sản xuất tại Taiwan. Cái này nặng mà 70g nha anh em. 70g. Carbon Ricker sẵn hay da. Đúc chọc vẫn còn nha anh em. Hàng cực kỳ mới luôn nha. Mới là mới khỏi chê luôn á. Hàng sản xuất tại Taiwan, Bass Fuji. Dài 1m8 đủ mét nha anh em. Mét 8 đủ mét. Đọt ra đây. Ngầu như trái bầu luôn. Đây, khúc này là khúc carbon nha anh em. Khúc carbon nó chạy tới khúc trên đây nó mới nói sự thủy tinh. Đó. Rất là dịu cá nha anh em. Nhảy rất là nhảy cá luôn. Rồi, giá công khai cây số 8 cũng là 1.3 triệu. Đó. Đó là tổng cộng 8 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cái nào có thể chốt để em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Còn 3 cặp nè, cặp carbon whisker đây. Cực kỳ đẹp nha. Rồi, chào anh em nhé.